rồi đó, giờ em biết. Đây gà không lối thoát, đây là đặc sản của Hà Nội. Không Hà Nội. Đây là tới đây là tới qua đây là chú Đoàn nè. Chú Đoàn đây là anh Cao Vĩnh nè, anh gì? Tuấn. Ở đây là phu nhân của chú Đoàn nha. Tiếp đại quá nồng nhậu nghĩ rồi cái hai. Đây là chua gai của chú Đoàn nha. Cái nào bữa trời ơi tiếp đãi như vậy rồi. Biết ăn hết rồi mình có 2-4-6 người rồi. Chúc mừng các bạn. Tất cả các món này nè, sườn nướng nè, gà không lối thoát nha. Mấy bạn có cả nhà mình có đi ra Hà Nội thì nhớ là gà không lối thoát. Đậu nước ván, đậu nước ván muốn đâu chưa có. Đậu nước ván chắc ra Quảng Ninh mang về. Chú gai dán ăn đi cơm để lấy sức nha chú gai. Đoàn ra đón này. Chào các bạn nha. Bắt đầu tiền cho bạn đó. Thằng Hưng nó vừa vào. Chưa à, không người thoát đấy, đâu nước bán kia rồi. Các bạn này hẹn là ngày mốt là về dưới quê chơi. Quá nhiều. Ôi trời ơi, một bàn dày, một cái 6 người, biết ăn chừng nào mới hết đây. Ăn tới chiều luôn á. Dạ, ngồi tới chiều luôn. Ngồi tránh nắng rồi chiều chiều đi. Chiều chiều mát đi.